Xin chào tất cả anh chị, xin chào tất cả các bác, các cô, các chú. Hôm nay em lại quay về cái cây hương vani, một trong những cây có cái hương thơm gọi là rất là đỉnh cao trong hoa lan. Thì là cái cây này nó là một trong những cây hương thơm rất là dễ chịu của hoa lan. Mặc dù là đang nuôi ở Hà Nội, nhưng cây này thì thuần Hà Nội đấy, nhưng có cái là cây này thì nó rất là khó trồng. Hương thơm thì rất thơm, hoa cũng khá là ok, khá là xinh bông. Nhưng như cây này thì nó là cây hơi khó trồng một chút. Đây là một chùm hoa của nó. Hai chùm hoa. Thì một cái chùm hoa của nó như này thì nó đây, như chùm dưới có một chùm này. Đấy, không thế lên trên đây cũng có một chùm. Hai chùm nữa. Nhỏ nhỏ thôi. Bởi vì trồng ở Hà Nội thì nó sẽ rất là khó. Khó để nhiều hoa. Những cây này thì nó là cây được nhiều người biết đến bởi cái tên của nó. Tên là hương vani. Hoàng thảo hương vani ấy. Thì khi mà người mua, người ta hay bị nhầm cây này với cả cây thập hoa nhé các bác nhé. Thì các bác nhìn cái cây này nó hơi chi tiết nhỏ một chút này, có nghĩa là cái hoa này ấy, nó hay bị nhầm với cây thập hoa là bởi vì cái mũi của nó khá giống nhau, thân lá giống nhau. Dòng thập hoa miền trong nó dài lắm, nó dài như vani, thân nó nhỏ mà. Thì tí nữa khi mà nói về cái hoa ấy, thì em sẽ phân tích chi tiết hơn về cái cây thập hoa với cái cây hương vani này. Bởi vì hương vani ấy thì là nó rất là thơm, còn cây thập hoa thì mùi rất là nhẹ và gần như là không có nhiều, có rất là ít hương ấy. Và nó tùy vùng nhé, không phải vùng nào nó có các bác ạ. Các bác có thể nhận thấy rằng là không phải cây nào, vùng nào nó cũng có hương thơm đâu. Nhưng còn cái hương vani này bác, vùng nào nó cũng có hết. Vùng nào có hương thơm, kể cả hàng Bắc hay là hàng miền trong đều có hương thơm. Thì đây em giới thiệu về cái cây hoàng thảo hương vani. Thì là có một chút là về giới thiệu như mọi lần, để mọi người có thể biết được rằng là khi mà mọi người đăng ký kênh của em ấy, thì em sẽ giới thiệu những cái cây này để mọi người đi mua cây này nó được chính xác là cái cây mà mình cần mua, sưu tầm được đúng cái loại mà mình cần sưu tầm. Chứ không phải là đi sưu tầm quá là nhiều rồi thì nó về nó nhầm lẫn, sẽ rất là rắc rối. Thì khi mà các bác sưu tầm như thế thì có thể là sưu tầm những cây như thế thì nhà mình mà có cây nào rồi ấy thì đỡ bị gì mua thêm lần nữa. Bởi vì như em nghĩ là cứ mỗi nhà nên sưu tầm một loại thôi. Bởi vì riêng một loại thì mỗi loại mình chỉ cần một cây thôi, nhỏ nhỏ như thế này thôi, một hai thân thôi. Thì là ví dụ các bác sưu tầm nhiều ấy thì nó cũng phải vườn mấy chục mét, trăm mét thì nó mới hết được. Bởi vì nó rất là nhiều loại phong phú, và loại nào mỗi loại nó ra hoa một mùa thì các bác có thể là quanh năm là có thể chơi hoa được. Đây thì em giới thiệu một chút về cái thân lá và cái cách phát triển nó. Cái dòng này khá là khó trồng ở Hà Nội, nhưng còn trồng ở chỗ khác vẫn dễ trồng các bác nhé. Ở Hà Nội thôi, ở phố nóng khó trồng thôi. Đây là em quay lên thân lá này, thân lá của nó. Thì đây là em quay từ cái mầm các bác nhé, mầm đây này. Đây em hạ xuống bởi nó hơi dài. Đây là cái mầm của cây hương vani. Mầm của nó khi nó mới lên thì các bác để ý rằng là cái mầm của nó lên thì nó rất là nhỏ thôi, bởi vì dòng này là dòng thân lá nhỏ. Đây là cái que sắt là 3 ly. Thì cái thân này thì các bác nhìn đấy, nó chỉ là tầm độ 4 ly là cùng thôi. Thân này thì nó từ 3 ly đến khoảng tầm độ từ 2 ly đúng hơn. Có những cây bé gốc chỉ 2 ly thôi các bác ạ. 2 ly. Nó khoảng từ 2mm đến khoảng điểm to nhất của nó chắc được tầm độ 10mm, có nghĩa là 1cm đấy. Đấy điểm to nhất, điểm phình lên ấy. Còn như đây thì mầm gốc chỉ nhỏ này thôi. Mầm của nó lên thì thường sẽ lên đầu năm. Nhưng mà cái dòng hương vani này mà trồng ở những khí vùng khí hậu thuận lợi ấy, nó khá là mát đấy. Và là không nóng, nắng nóng gắt ấy, khá là mát. Thì nó sẽ lên vào đúng dịp đầu năm như những dòng hoàng thảo khác. Ví dụ như là phi điệp thì nhiều người biết rồi đúng không ạ? Đầu năm này mùa nảy mầm, nhưng cây này ấy
nó tùy nơi trồng thì mới nảy mầm vào đầu năm. Có nơi thì nó sẽ nảy như này, như ở Hà Nội lá nảy như này. Còn những cái nơi mà nó có một số nơi ấy, thì là 2 năm nó nảy mầm một lần cơ. Có những cây như thế cũng nghĩa là đấy là do chế độ mình chăm sóc ấy, mình chăm sóc kém nên là 2 năm nó mới nảy một lần thì mầm nó cứ dài thôi. Ví dụ như cây này thế này, cây này tí em sẽ phân tích kỹ hơn về cái việc là tại sao mà 2 năm nó nảy một lần. 2 năm nảy một lần thì bởi vì là cái bản chất của nó ấy, thì nó khi nó phát triển hết ấy, thì nó sẽ dài ra. Nó sẽ dài đây như cây này. Đây. Nó dài khoảng tầm 60cm thôi. Nhưng mà nó đã là quá dài. Và dừng ngọn và lên mầm. Thì cây này nó chỉ ghép được có 1 năm thôi vào củ gỗ nhỏ này thôi. Một hướng. Trong tất cả các dòng nuôi ấy, thì cái dòng này nó vẫn là, em nghĩ vẫn là một trong những dòng hơi khó hơn về cái điều kiện để mà chăm. Thì ví dụ như cái cây này thường như những cái dòng hoàng thảo khác thì nó đã bây giờ nó ra hoa này. Nhưng mà như cây này thì phải sang năm mới ra hoa. Thì nó ra hoa của những cái năm trước. Bởi vì nó và những cái năm trước này nhá, nó vẫn ra hoa thêm nữa chứ không phải chỉ một lần. Có nghĩa là nó ra hoa ở đây nhưng sang năm nó có thể là 1-2 cái mắt này nó vẫn lên ở hoa. Những cái mắt ở trên vẫn lên hoa bình thường. Đấy là điều kiện của cái thằng Hương Vani này, nó là như thế. Nó khác với những cái thằng khác. Đó chính là không phải cứ ra hoa một năm nay là hết, mà còn nhiều năm nữa. Thì đấy là về vấn đề mầm. Mầm với thân. Thì thân của nó thì hơi ám tím. Đấy là mầm lên hơi ám tím và có nhiều tím. Còn khi mà lá nó đã già thì nó thành ra như này. Đây, lá già thành ra như này. Thân của nó thì hơi sọc trắng một chút. Thân hơi sọc trắng. Đấy là về cái đặc điểm thân. Còn lá của nó thì lá của nó sao nó to khoảng tầm độ 2,5cm, có thể là 2cm thôi, 2cm đến 3cm. Có nghĩa là bản lá to ấy. Nó tùy vào mình nuôi nhiều nắng thì lá nó sẽ to hơn mà. Và ngắn hơn. Còn những cái lá như thế này thì lá điều kiện bình thường thì nó to khoảng từ 2 đến 3cm. Và dài khoảng từ 5 đến 8cm. Đấy là dành cho một cái lá của cái Hương Vani. Cái Hương Vani này thì hiện giờ đang nở ở đây thì là nó vào tháng 6. Vào tháng 6 dương lịch. Còn thảo Hương Vani nở vào tháng 6 dương lịch. Và những cái cây Hương Vani này ấy, trên một thân của nó không bao giờ ra hoa một lần. Ví dụ như năm nay ra hoa ở đây rồi thì sang năm nó vẫn thân này vẫn có thể ra hoa. Thì nó phụ thuộc vào cách mình chăm ấy. Các bác nhá. Nó phụ thuộc vào cách các bác chăm. Chứ không phải là phụ thuộc vào cái việc nó phát triển đâu. Bởi phát triển như cây này đây này. Cái này đúng. Đây này, cái thân này này. Nó dài khoảng 6-70 rồi. Nhưng mà năm nay không có hoa thì bản thân nó có khi sang năm mới có hoa hoặc sang năm nữa nó mới có hoa cơ. Đấy là phụ thuộc vào mình trồng. Với những cái điều kiện khó khăn như ở Hà Nội ấy, thì là phụ thuộc vào mình trồng làm sao để cho nó ra hoa được. Thì nó lại phải mình phải cắt nước này, hoặc phun nhiều kali này, hoặc là một số những cái vấn đề ánh sáng hay là độ ẩm. Sáng nhiều, ẩm ít. Đấy là về nguyên tắc của nó thì thường thì nó như thế. Còn thì cái việc mà mình cắt nước như thế nào thì nó phụ thuộc vào cái vườn của mình. Đôi khi mình phải tự lấy cái nhà mình ra ấy, để mình làm một cái mẫu để mình cắt nước. Bởi vì ở trong cái góc vườn nhà mình ấy có góc thì nó nhiều nắng, góc ít nắng, góc thì nó nhiều gió, góc thì nó ít gió. Thế nên thì là cần phải cân nhắc để mọi cây là nó được đầy đủ nắng thì đầy cái này phụ thuộc vào cách treo cây ở trên vườn. Bởi vì cách treo cây ở trên vườn ấy thì không phải cây nào là cũng treo như nhau. Những cái dòng như ví dụ như Hương Vani này thì cứ phải treo ra ngoài.
ngoài góc vườn ấy, để cho nó ăn nhiều nắng. Nó hơi khô một chút, hơi khô thì nó sẽ chóng ra hoa, dễ hoa hơn, và nó đỡ bị bệnh, đỡ bị thối. Bởi vì cái dòng này nó trái khí hậu ấy, không hợp khí hậu mà, thì nó sẽ rất là nhiều bệnh. Mà nó nhiều bệnh thì khi mình chăm sóc sẽ rất là vất vả. Cái này thì vấn đề bệnh tật thì hay là cách chăm sóc ấy, thì nó nhiều loại, nó xem nhau. Thì các bác nếu cần thiết về chi tiết loại nào thì inbox cho em, nhắn tin cho em hoặc gọi điện thì em tư vấn cho các bác, để các bác chăm sóc nó được tốt, nở hoa. Còn đây thì em nói nốt về cái phần bông hoa của nó nhé. Thì cái bông hoa của nó, như các bác xem qua clip này, thì là nó to khoảng 3cm đến 4cm. Đây là bông hoa nở thực tế trên một cái chùm 7, 8 đến 10 bông. Bông to khoảng 3cm nhé. Cánh nó nhỏ thôi, cánh bé tí, cánh kiểu dạng ba tiêu ấy. Và nó ra hoa kiểu dạng chùm nhé. Một chùm của nó sẽ rơi từ 5 bông đến 10 bông. Và có thể hơn thế đấy, phụ thuộc vào các bác chăm. Đây ví dụ như cái cần hoa dưới này, các bác nhìn này. Nó bị rụng mất mấy bông rồi, nhưng mà vẫn còn 4 bông. Đây này, nó vẫn còn những cái cuống, cái đốt đây này. Các bác có thể nhìn thấy là cái cuống, cái đốt này thì là nó bị rụng rồi đấy. Bởi vì do thời tiết mà, khí hậu Hà Nội nó khắc nghiệt lắm. Nó cái việc nó thui hoa là bình thường. Thì các bác để ý để tránh nhầm lẫn với những cái cây khác, có thể là cây thái hoặc là cây thập hoa, hay một số cái cây nào dáng thân lá giống tương tự như cây này và nở hoa dạng như này. Thì đây là cây hương vani. Thì em nói một chút về cái vấn đề quay lại lúc đầu em nói là nó khác nhau với cái cây thập hoa, đó chính là cái môi hoa của nó. Các bác nhìn này, các bác nhìn này, 5 cánh của nó rất là bé đúng không ạ? Nhưng cái lưỡi, cái môi của nó này, nó có 2 cái mắt đen xì này, nhưng nó có cái môi rất là nhỏ thôi. Bông dưới này các bác nhìn rõ hơn này. Đây này, đấy, cái môi nó rất bé. Môi nó bé như cái cánh thôi, chứ nó không cục mịch to như là cây thập hoa đâu. Còn cây thập hoa thì mai kia lúc mà có hoa thì nó vừa có hoa được rồi, nhưng mà thập hoa thì nó dễ, nó cũng hoa nó cũng đơn giản thôi. Em có cái cây nào thập hoa thì em sẽ quay video với cái cây thập hoa để nó chi tiết hơn về cái sự nhầm lẫn này. Nhiều người ta hay gọi thập hoa hương vani lẫn nhau ấy, bởi vì nhìn thân lá mà với nhìn hoa mà không được ngửi hương, thưởng thức hương thơm của nó thì nó sẽ rất là một điều rất khó. Thì như đây là một cái vấn đề cần phải chú ý. Đấy là bông hoa của nó các bác nhé. Để các bác mua hoa nó rất là thơm, chứ không thì khi các bác đi mua hương vani mà hoa rất thơm nhưng mà nhà bác thì không thơm, bởi vì nhà bác là cái khác hay như nào em không biết. Nhưng có nghĩa là các bác cần chú ý từng chi tiết nhỏ nhất của cây lan và bông hoa lan để mình có thể phân biệt được các cây, các hoa như thế nào. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Cảm ơn các bác.